Good morning, xin chào buổi sáng, xin chào tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, gặt hái nhiều thành công. Vâng, trước khi đi làm thì cập nhật tin tức trên những tờ báo chính thống, có xem có những tin tức gì nổi cộm, hot thì mình cập nhật và chia sẻ đến tất cả quý vị nha. Vâng, quý vị có khỏe không? Uống cà phê chưa nào? Mời tất cả quý vị cùng với lại Cali Sài Gòn chia sẻ ly cà phê Trung Nguyên hương vị Việt Nam của chúng ta. Xin mời. Ok, và sau đây chúng ta cùng chia sẻ những gì mà tờ báo Thanh niên đã đăng tải hôm nay nghe quý vị nha. Đây là những tờ báo chính thống ở Việt Nam. và sau khi phần mà điểm báo rồi thì dĩ nhiên sẽ có những phần bình luận nhưng mà mong quý vị để lại những lời bình luận có khách quan chúng ta dư luận thì dĩ nhiên là có hai chiều nhưng chúng ta không nên công kích với nhau cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều theo như sáng nay theo tờ báo thành Niên một tờ báo chính thống Việt Nam đã đăng tin bị can Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch cái điều này cũng làm cho nhiều người thắc mắc là Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch là quốc tịch Canada hay là quốc tịch Cyprus. À, nhưng mà có người gọi tắt là Sip á. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào sâu tại sao Nguyễn Phương Hằng lại có quốc tịch là Cyprus và ở Việt Nam hay gọi là Sip hay là có quốc tịch Canada bị can Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi tổng giám đốc công ty CP Đại Nam tại Bình Dương có hai quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus việc này có làm ảnh hưởng đến quy trình tố tụng hay không ừ. và bây giờ thì Caliscon sẽ đọc tắt là ship ha ừ. bị can Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung vào 2017. Song tịch có ảnh hưởng đến kết quả điều tra vụ án hay không? Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định có nhiều người giúp sức hỗ trợ bị can Nguyễn Phương Hằng trong việc lên kịch bản, chuẩn bị nội dung, quản trị tới 12 kênh mạng xã hội, chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật và bị can này trong các lần livestream không đúng sự thật vu khống xúc phạm đời tư nhiều cá nhân trong đó có nữ ca sĩ Phi quanh Theo như Cali Sài Gòn biết thì báo chí ở hải ngoại thì tự do nhưng mà những đài TV Báo chí ở hải ngoại thì phải thuộc trực thuộc dưới Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước Việt Nam và bà Nguyễn Hà, bà Nguyễn Phương Hằng đã thường thường livestream với 12 kênh truyền thông mạng xã hội và một tập đoàn YouTube nữa như vậy giống như là một truyền thông tự do. Cái điều này thì nó không được chưa được phổ biến ở Việt Nam cho mấy Cho đến nay cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai điều tra mở rộng để xem xét có hay không vai trò đồng phạm của một số cá nhân và các chủ kênh youtube như là Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Hà Lê, Hoàng Nhi anh nông dân điền võ vì lót. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xác minh làm rõ hành vi vu khống, làm nhục người khác của bị can Nguyễn Phương Hằng theo đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hằng Ni là nhà báo Hằng Ni đó. Liên quan đến việc điều tra xử lý bị can Nguyễn Phương Hằng, hiện cơ quan chức năng cũng đang xác minh lý lịch tư pháp đối với bị can. Việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ lai lịch, nhân thân, người thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, từng mang tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên thanh niên, bị can Nguyễn Phương Hằng đang có hai quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus mà Việt Nam chúng ta thường hay đọc là SIP. Việc bị can Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch trong đó có quốc tịch nước ngoài có ảnh hưởng đến quy trình tố tụng hay kết quả điều tra vụ án hay không? Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm, phó chủ nhiệm đoàn luật sư của thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Trước tiên theo điều 3 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực đối với mọi hoạt động tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo luật sư Nghiêm, điều 3 cũng quy định hoạt động tố tụng hình sự đối với người nước ngoài phạm tội tức có quốc tịch ở nước ngoài trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi và có lại. Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được quyền được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tập quán quốc tế thì được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế đó trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì được giải quyết bằng con đường ngoại giao kính thưa quý vị như vậy thì à, theo quy định trên người có hai quốc tịch mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đến mức có thể xử lý hành hình sự thì sẽ căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam để xử lý. Luật sư Bùi Quang Nghiêm nhấn mạnh và phân tích thêm người Việt Nam phạm tội mà mang hai quốc tịch trước hết vẫn được xác định là công dân Việt Nam nên sẽ áp dụng Bộ Luật Hình Sự Việt Nam để xử lý hành vi phạm tội. Bị can Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch và khi cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam có đủ căn cứ xác định Nguyễn Phương Hằng phạm tội và bản thân bị can, Nguyễn Phương Hằng không thuộc trường hợp được miễn trừ theo quy định tại khoảng 2 điều 5 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì cơ quan tố tụng sẽ áp dụng Bộ Luật Hình Sự Việt Nam để xử lý. Bị can Nguyễn Phương Hằng có bị dẫn độ hay không? Ok và chúng ta cùng chia sẻ theo những tờ báo chính thống Việt Nam Sau khi có thông tin Bị can Nguyễn Phương Hằng có quốc tịch Cộng hòa ship à, Như bạn đọc thắc mắc Liệu bị can này có bị dẫn độ về Cộng hòa ship để xử lý hay không? Uhm, cái điều này hả? Tại vì bà theo mình á, thì bà Hằng đâu có phạm tội tại nước ship đâu thì đâu có nước cộng hòa bên ship á đâu có yêu cầu nước cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam dẫn độ bà hằng từ nước Việt Nam về bên kia Đúng không quý vị cũng như phạm tội tại Mỹ công dân Mỹ phạm tội tại Mỹ thì Mỹ um, có làm việc với lại chính quyền Việt Nam thì yêu cầu chính quyền Việt Nam cảnh sát quốc tế Interpol thì người ta dẫn độ từ Việt Nam về Mỹ tại vì phạm tội tại Mỹ còn bà Nguyễn Phương Hằng thì phạm tội tại Việt Nam thì câu hỏi là bà Nguyễn Phương Hằng có bị dẫn độ không? Mình nghĩ là chắc là không đâu. Theo như luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo quy định tại điều 32 Luật Tương trợ tư pháp của năm 2007, dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó. Theo luật sư Hậu phân tích nếu quốc gia của công dân phạm tội có văn bản yêu cầu dẫn độ người nước ngoài về nước để xử lý thì tùy tình hình và tình huống cụ thể, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam có thể đồng ý hoặc không đồng ý dẫn độ. Như vậy người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam có thể bị dẫn độ về nước xử lý. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp đều có thể bị dẫn độ. Theo như luật sư này, cụ thể khoảng 1 điều 35 luật tương tự tư pháp quy định cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền tại Việt Nam từ chối dẫn độ nếu yêu cầu dẫn độ thuộc một trong các trường hợp Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình pháp do đã hết thời hiệu hoặc à, vì những lý do hợp pháp khác. Người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị tòa án của Việt Nam kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội được nêu trong yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án đã bị đình chỉ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Người bị yêu cầu dẫn độ là người đang cư trú ở Việt Nam vì lý do có khả năng bị truy bức ở nước ngoài dẫn độ do có sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, dân tộc thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị. Trường hợp yêu cầu dẫn độ có liên quan đến nhiều tội danh và mỗi tội danh đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nhà nước yêu cầu dẫn độ nhưng không đáp ứng các quy định về người có thể bị dẫn độ theo luật sư hậu dẫn giải các quy định. Nói về mà luật dẫn độ và những cái danh từ chuyên môn trong cái ngành luật và của nhà nước của bộ luật hình sự nó đọc nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy nó nhức đầu nó hơi khó hiểu chút xíu à, vâng ở đây thì người ta cũng giải trình là cộng hòa Cyprus, viết tắt là sip là một đảo nằm tại phía đông của biển Địa Trung Hải phía nam của thổ Nhĩ Kỳ phía tây của Syria và Liban nước này được biết đến với các chương trình cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch nếu có một khoản đầu tư vào bất động sản hoặc cơ sở hạ tầng tại đây cùng với lại một khoản quyên góp ủng hộ wow. như vậy cái nước này nó nếu mà chúng ta có thể đầu tư à, hạ tầng cơ sở à, hoặc là bất động sản và à, làm từ thiện một chút xíu thì chúng ta dễ dàng lấy quốc tịch này ở này thì nó cũng bên địa trung hải phía bên kia đó, quý vị ha. Vâng bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với những lời bình luận như quý vị nha. Tuấn Nguyễn: Ngắn gọn, người đang mang quốc tịch Việt Nam phạm tội nền trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý theo luật pháp của Việt Nam, cho dù người đó mang bao nhiêu quốc tịch của nước khác đi nữa cũng phải vậy thôi. Thiểm tư Hậu quả do Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tên là Nguyễn Phương Hằng, gây ra cho xã hội là rất nghiêm trọng, nhất là lớp thanh thiếu niên bây giờ sống ảo tưởng, u mê, đu bám theo cái xấu, cứ chiếu theo luật pháp Việt Nam mà nghiêm minh, tránh tạo tiền lệ, <laughs> tránh tạo tiền lệ xấu về sau đang nói chuyện mà bị ho với vị ơi, à, xin lỗi vị thật nhiều. Mấy năm không năm một thì ra bà ấy mua quốc tịch đảo Ship chứ không phải là việt kiều Canada như phe chính nghĩa tuyên truyền. Khanh, sao tự kêu là việt kiều Canada mà không có quốc tịch Canada? Nguyên đã trả lời khanh. Nếu có quốc tịch Canada thì việc gì bà ta phải mua quốc tịch đảo ship bạn nhỉ? Fan bà Hằng thấy sao đây? Tin nữa không? Triển hộ vệ Vậy mà ai nói là quốc tịch Canada? Lúc đầu à, tôi muốn thấy cánh tay của quý vị làm tôi tin sai số. <laughs> Thôi thôi, kể từ đây bớt tin người một chút. Lưu Quỳnh, nếu luật Việt Nam mà không xử được công dân Việt Nam có hai quốc tịch, thì sau này nhà giàu tha hồ phạm tội. Uhm, câu nói này cũng sâu sắc lắm quý vị nha. Nếu mà chúng ta à, nhà giàu có thể đầu tư mua bất cứ một cái quốc tịch nào mà ngay chỗ đất nước đó chỉ cần một khoản tiền đầu tư vào bất động sản hạ tầng cơ sở thì nếu mà tha hồ và phạm tội Việt Nam mình chỉ chiếu theo lời nói của người bạn này thôi nha đoàn hoài quốc tịch đạo ship có được uh, do đáp ứng đủ số tiền đầu tư theo quy định của họ chưa chắc họ xem công dân của họ để bảo vệ tư pháp vẫn còn mang quốc tịch gốc có khi vi phạm hình sự họ còn tước luôn quốc tịch đã cấp Tuấn Đạt Nguyễn Vậy mà dám khoe là Việt Kiều Canada Bảo Water Không thoát được tội đâu Tôi dám khẳng định khi tiến hành Đến giai đoạn bắt giữ và khởi tố với Nguyễn Phương Hằng Thì công an họ đã tiến hành xác minh mọi vấn đề liên quan rồi Phan Cúc. Hai quốc tịch có nghĩa là vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì vẫn bị truy tố theo pháp luật của Việt Nam. Quỳnh Nguyễn Nguyễn Phương Hằng có quốc tịch Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam trên đất nước Việt Nam thì dù có năm quốc tịch khác cũng không có thể đi ra nước ngoài được. Chẳng ai có quyền đồi dẫn độ được muốn đi thì chấp pháp Việt Nam xong thích đi đâu thì đi kính thưa quý vị đó là tất cả những gì mà à, chúng ta cập được cập nhật được tin tức trên báo chí thanh niên ở một tờ báo chính thống của Việt Nam và chia sẻ với nhau chia sẻ không bao giờ thừa không quý vị ha vâng xin chào tất cả quý vị và xin hẹn tất cả quý vị lại một video clip lần sau